Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiểu được tầm quan trọng của yếu tố nhân sự, giá trị cốt lõi để doanh nghiệp phát triển bền vững, HR Online đã đem đến cho doanh nghiệp những giải pháp công nghệ toàn diện nhất, nâng cao năng suất làm việc, giúp vấn đề quản lý nhân sự trở nên đơn giản hơn. Hiểu rõ đặc thù trong công tác nhân sự hiện nay, HR Online đã cung ứng nền tảng quản lý nhân sự cho doanh nghiệp 4.0, làm việc trực tuyến trên Internet bằng việc số hóa toàn bộ quy trình vận hành doanh nghiệp, từ nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý công việc, dự án, truyền thông nội bộ. Qua đó, mỗi thành viên tham gia vào hệ thống đều dễ dàng giao tiếp, làm việc và kết nối với nhau. HR Online được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây nên có thể triển khai bảo trì, nâng cấp dễ dàng, giúp truy cập mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ trẻ giàu kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, khai thác và phát triển, cùng kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án đã triển khai thành công, HR Online kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều đột phá trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý doanh nghiệp trong tương lai, cung cấp giải pháp toàn diện cho tất cả các ngành như xây dựng, sản xuất, thương mại, giáo dục, bất động sản, bán lẻ, F&B. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu về công nghệ và kết hợp với những phân tích dịch vụ chuyên sâu để tạo ra những giải pháp đột phá về quản lý doanh nghiệp 4.0. Qua nền tảng quản lý nhân sự HR Online của công ty giải pháp công nghệ phần mềm SoftOne đã được vinh danh trong top 10 thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng 2020 do Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức trao tặng. Đây là động lực vô cùng lớn để SoftOne tiếp tục tạo ra nhiều ứng dụng hữu ích hơn nữa. Hiện nay với những ưu điểm nổi bật như giá thành hợp túi tiền, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, đa dạng trong lựa chọn menu như từ món Á đến món Âu, dịch vụ đặt tiệc tại nhà đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn, hô biến những không gian quen thuộc trở thành một nhà hàng lung linh, đáp ứng nhu cầu đặt tiệc của một số đối tượng khách hàng với đa dạng các loại tiệc khác nhau như là tiệc buffet, tiệc setup truyền thống, tiệc chay cho những sự kiện của gia đình, công ty, cơ quan. Tự tin là một trong những cái tên nổi bật trong bức tranh tổng thể của ngành tổ chức tiệc lưu động đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện nay. Hai Thủy Catherine luôn mang đến cho thực khách sự trải nghiệm nghệ thuật của ẩm thực trọn vẹn nhất. Tất cả trang thiết bị, dụng cụ phục vụ trong buổi tiệc được đầu tư đạt chuẩn về số lượng và chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức tiệc như thiết bị, dụng cụ phục vụ bằng inox cao cấp, chén sứ minh long, khăn gấm sang trọng và khâu setup bàn tiệc khá sang trọng. Bên cạnh đó, Hai Thủy luôn đầu tư sáng tạo từ bước lựa chọn menu, thiết kế, trang trí không gian tiệc được đẹp mắt, ấn tượng với các phụ kiện chất lượng và cách bố trí hợp lý, lên kịch bản các tiết mục biểu diễn nghệ thuật cho đến ý tưởng truyền đạt nội dung, thông điệp của sự kiện để có thể đáp ứng mọi mong muốn của gia chủ. Hơn thế nữa, toàn bộ thực phẩm phục vụ đều được chọn lựa kỹ càng, luôn dùng hàng tươi sống, tuân thủ khắt khe quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm nên chiếm được niềm tin của khách hàng. Với Hai Thủy Catherine, sự hài lòng của khách hàng là phương châm phục vụ của chúng tôi. Để thực hiện được cái điều đó thì chúng tôi tập trung vào cái đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, nguyên vật liệu được tuyển chọn từ các cái nhà cung cấp có chất lượng, đảm đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể thấy, tầm nhìn từ niềm đam mê ẩm thực song song với sự trải nghiệm thực tế phong phú là chìa khóa giúp cho Hai Thủy xây dựng hình ảnh thương hiệu thành công, đem đến chất lượng dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Quý vị, đồ điện gia dụng là những thiết bị điện phục vụ cho sinh hoạt thường ngày của gia đình. Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu sở hữu thiết bị này cũng ngày một tăng cao nhằm giảm thời gian chăm sóc nhà cửa và tận hưởng cuộc sống. Với mục tiêu trở thành nơi mua sắm lý tưởng của mọi nhà, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện máy Khai Trí bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ còn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm điện máy với công nghệ mới nhất. Nhờ sự đoàn kết của tập thể công ty cùng định hướng phát triển bền vững đã giúp Khai Trí trở thành địa chỉ mua sắm các sản phẩm điện máy quen thuộc của người dân Vĩnh Long và các tỉnh thành lân cận. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện máy Khai Trí đã trải qua 30 năm hình thành và phát triển với thế mạnh là một đơn vị chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Ban đầu, Khai Trí chỉ là một cửa hàng bán phụ kiện điện tử nhỏ tại Vĩnh Long. Không dừng lại ở đó, Khai Trí bắt đầu nghiên cứu cách thức làm ăn mới, mở rộng mối quan hệ kinh doanh với các tập đoàn điện tử trong và ngoài nước để phát triển mở rộng kinh doanh.
Bước vào một trong lĩnh vực mới, đội ngũ nhân viên non trẻ, Khai Trí đã gặp không ít những trở ngại. Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn thể công ty, cùng với sự hỗ trợ của các tập đoàn điện tử uy tín trong và ngoài nước, Khai Trí đã từng bước hoàn thiện và có được một chỗ đứng nhất định tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Khai Trí cũng không ngừng mở rộng thị trường bằng việc cho ra đời thêm nhiều trung tâm điện máy với quy mô phù hợp và đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã nhằm đáp ứng thị hiếu, nhu cầu mua sắm ngày càng cao của khách hàng. Trong thời gian tới, điện máy Khai Trí sẽ không ngừng nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín, cam kết mang tới những giải pháp cùng nhiều sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất, đưa ra các chính sách nhằm mang lại quyền lợi cao nhất, đáp ứng được nhu cầu và lợi ích của khách hàng để xứng đáng với sứ mệnh là nơi mua sắm lý tưởng của mọi nhà. Với những nỗ lực không ngừng, đầu tháng 10 vừa qua, Khai Trí đã vinh dự được vinh danh trong top 10 thương hiệu uy tín năm 2020 tại lễ trao giải thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng năm 2020 do Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh, Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn SmartGain vinh dự được bình chọn và trao thưởng top 10 thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn SmartGain ra đời với mục tiêu nhằm giúp trẻ em, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng khách hàng hiểu được năng lực, tài năng thiên bẩm của bản thân. Từ đó sớm có những định hướng nghề nghiệp đúng trong tương lai thông qua sản phẩm sinh chắc vân tay và tinh hoa thần số. Tất cả dòng sản phẩm này đều được sử dụng hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo tiên tiến, tích hợp các tính năng và khả năng phân tích chuẩn vân tay tối ưu, cho phép quét dấu vân tay của mọi lứa tuổi, đưa ra những kết quả phân tích nhanh chóng tức thời với độ chính xác cao lên đến 90-95%. Đồng thời, báo cáo chi tiết về dấu hiệu chuẩn vân tay, từ đó ghi nhận và đưa ra phán đoán chính xác nhất về tính cách, biểu hiện, khả năng của con người thông qua dấu hiệu từng chuẩn vân tay. Với thị trường phân phối đa dạng, phù hợp mọi lứa tuổi từ 0 đến 60 tuổi, nhân sự được đào tạo chuyên sâu về trí tuệ, đạo đức, nghị lực, chuyên môn vững vàng. Vì thế, trong thời gian ngắn nhất, sản phẩm của SmartGain đã được đông đảo khách hàng đón nhận và tin dùng. Thưa quý vị, người Việt có câu, người thanh tiếng nói cũng thanh. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của giọng nói trong giao tiếp. Bên cạnh đó, việc sở hữu giọng nói truyền cảm cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội thành công cho chủ nhân. Vậy bạn đã biết cách gìn giữ và luyện giọng để có được một giọng nói luôn khỏe và thu hút người nghe hay chưa? Hãy theo chân chương trình Nhịp sống trẻ kỳ này khám phá qua trải nghiệm sau đây nhé. Công Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả của Nhịp sống trẻ. Và ngày hôm nay thì Huy rất vui khi có dịp được trải nghiệm cùng với tất cả mọi người trong chương trình này. Hôm nay thì Quang Huy sẽ mời tất cả quý vị khán giả cùng với là Quang Huy sẽ cùng gặp gỡ với một người đồng nghiệp của mình, một nữ MC không chỉ xinh đẹp nha mà bạn ấy còn sở hữu một giọng nói rất là hay và truyền cảm nữa. Muốn biết bí quyết như thế nào thì hãy đi cùng với Quang Huy quý vị nha. Đi thôi. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề, MC Tuyết Vinh được khán giả biết đến với vai trò dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình trên HTV, VTV3, VTV9 và truyền hình Vĩnh Long. Cô từng đoạt giải 3 cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình Én Vàng 2008 của HTV. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cách dẫn dắt chương trình hấp dẫn, Tuyết Vinh còn chinh phục khán giả bởi nụ cười rạng rỡ cùng chất giọng truyền cảm đầy nội lực. Vậy đâu là bí quyết của cô nàng? Hãy cùng chương trình tìm hiểu quý vị nhé! Xin chào. Chào Tuyết Vinh. Trời ơi. Vui quá hôm nay đến đây gặp Tuyết Vinh rồi. Chà. Cuối cùng đã tìm được. Chà. Hấp dẫn quá, đẹp quá luôn á. Chắc là cho đi vô coi nhà chứ hả? Tất nhiên. Xin mời vào khu rừng của mình. Dạ. Công nhận là dạo quanh một vòng nhà của Tuyết Vinh xong Huy mới biết rằng là tại sao mà Tuyết Vinh lại có giọng nói hay, sức khỏe tốt như vậy. Tại vì biết sao mà không gian rất là xanh nè, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Mà sức khỏe tốt thì hỏi làm sao mà giọng nói mình không hay, đúng không? Thật ra thì nếu như mà tự khẳng định bản thân mình là giọng nói hay thì chắc là không có dám nhận. Nhưng mà khi mà bắt đầu với cái khu rừng này thì mỗi ngày ha, khi mà Vinh thức dậy buổi sáng, Vinh thấy tinh thần của mình lúc nào cũng sảng khoái hơn. Hoặc là mỗi ngày khi mà mình đi làm về đi,
bao nhiêu cái căng thẳng mệt mỏi mà mình chỉ cần đóng cánh cửa lại và ở trong cái không gian xanh này thôi thì nó đã làm cho mình có thể quên hết tất cả những cái điều khó khăn mệt mỏi đó rồi. Tuyệt vời quá ha. Nãy Tuyết Vinh nói là không dám nhận mình là người có giọng nói hay, thật sự Đăng Huy là một cái người rất là thích cái giọng nói của Tuyết Vinh, tại vì nó nhẹ nhàng nè, nó cũng truyền cảm nữa, cũng là một gương mặt rất là quen thuộc với tất cả quý vị khán giả truyền hình rồi. Vậy thì không biết rằng là trong ngần ấy năm theo đuổi cái niềm đam mê là người dẫn chương trình này thì Tuyết Vinh có những cái bí quyết nào để giúp cho mình có một cái giọng nói hay, giọng nói truyền cảm không? Thật ra thì Vinh cũng nhận được rất là nhiều lời khen từ các bạn bè đồng nghiệp và quý vị khán giả. Thì cái đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn với mình. Nhưng mà bật mí với mọi người là Vinh làm công việc dẫn chương trình 15 năm rồi. Và cái thời điểm mà Vinh bắt đầu á, giọng nói của Vinh không có được giống như bây giờ đâu. Và cái thời điểm đầu tiên Vinh đã luyện tập như thế nào, đó là Vinh phải nghe rất là nhiều những anh chị đi trước, rồi mình sẽ chọn lựa ra những cái giọng nào mà mình thấy là hay và đúng chuẩn nhất. Rồi sau đó từ từ mình mới bắt đầu thay đổi và tìm ra cái chất giọng riêng của mình và cái đặc điểm của giọng nói của mình. Thì trong suốt cái quá trình 15 năm làm nghề cho đến thời điểm này, Vinh vẫn không ngừng học hỏi và rèn luyện cái giọng nói của mình mỗi ngày. Vậy thì không biết là với tính chất của công việc người dẫn chương trình nè, mình phải nói rất là nhiều, rồi sẽ có những lúc mình cảm thấy bị đau rát cổ họng nè, thì không biết là bí quyết của Tuyết Vinh là gì để giúp cho cái việc đó nó hạn chế và khắc phục được? Và có những cái ngày mà Vinh làm việc từ sáng 6 giờ cho đến 12 giờ đêm và liên tục dẫn chương trình thì không thể nào tránh khỏi những cái tình huống giống như vậy. Bản thân Vinh từ nhỏ là bị viêm amidan, cho nên lúc nào mình cũng phải ý thức đến việc là phải giữ gìn giọng nói của mình. Thì Vinh có một vài những thói quen mà Vinh nghĩ là nó cũng tác động tốt đến cổ họng. Ví dụ như là buổi sáng Vinh thức dậy thì thường là Vinh sẽ làm một ly nước ấm cho một vài giọt chanh, thì nó vừa thông cổ mát họng rồi nó bảo vệ vùng họng. Và có những ngày công việc mình quá bận rộn, hoặc là có khi mình đi công tác xa chẳng hạn, thì mình không thể nào giữ những cái thói quen như là uống nước chanh ấm vào buổi sáng chẳng hạn, hay là không thể chuẩn bị được những cái phần nước đó để mang theo. Thì Vinh thấy là có những cái viên kẹo ngậm Vinh mang theo được ở trong túi sách của mình chẳng hạn, để mình có thể là giúp bảo vệ cái cổ họng của mình mỗi ngày cũng rất là tốt. Mà quan trọng là những cái loại mà Vinh dùng bây giờ thì là từ thảo mộc thiên nhiên, cho nên là hoàn toàn có thể yên tâm là nó không sợ bị tăng cân hay gì hết. Về cái nguồn gốc thì lúc đầu là Vinh sử dụng thì Vinh có tìm hiểu về nguồn gốc của nó không? Khi mà Vinh tìm hiểu về nguồn gốc của Ricola thì Vinh được biết là sản phẩm này được chiết xuất từ 13 loại thảo mộc thiên nhiên. Và cái quy trình để mà người ta trồng trọt và sản xuất ra những loại thảo mộc đó cũng hoàn toàn hữu cơ luôn, và được trồng trên núi cao nè, cho đến cái quy trình sản xuất cho ra thành phẩm là hoàn toàn khép kín từ Thụy Sĩ luôn để mang về Việt Nam của mình. Rồi 13 loại thảo mộc đó thì sẽ có những cái tác dụng, ví dụ như là làm sạch cổ họng của mình nè, tránh bị đau rát nè, rồi có thể là bảo vệ luôn cái vùng họng của mình để tránh những cái tác động từ môi trường bên ngoài, ví dụ như khói bụi rồi thực phẩm mình ăn hàng ngày nữa. Cho nên là không chỉ là giải quyết tức thời những cái vấn đề mà mình có thể gặp, mà bên cạnh đó nó có thể là phòng tránh. Và như Huy thấy đó, Ricola thì Vinh thấy là thích một cái điều nữa là có quá nhiều cái hương khác nhau để mà mình có thể lựa chọn ha. Lúc nãy Vinh cũng có chia sẻ với Huy về cái vị ngọt của nó. Đó cũng là một trong những cái yếu tố mà Vinh rất là thích. Tại vì cái vị ngọt của nó là từ những loại thảo mộc, vị ngọt hoàn toàn tự nhiên luôn. Rồi bên cạnh đó nữa, Vinh thấy là có rất nhiều cái hương vị khác nhau. Mình có quá nhiều hương để mình lựa chọn luôn. Nó có những cái gói nhỏ như thế này thì rất là tiện để mình có thể là cho vào trong túi sách mình mang đi mọi lúc mọi nơi. Với tính của Vinh cũng hay quên. Lý do tại sao mang nhiều á, có thể là để khắp nơi trong nhà hết, lúc nào cần là mình có nha. Và túi sách bao nhiêu cái là mỗi cái túi sách là một gói ở trong đó luôn. Thì để cho tiện. Quả thật là nghe Tuyết Vinh chia sẻ về những cái điều vừa rồi thì tất cả các bạn khán giả, đặc biệt là những bạn nào mà yêu thích những chương trình mà chưa có một cái bí quyết cụ thể để các bạn biết thêm về Ricola, đúng không? Nhưng mà vấn đề bây giờ là sẽ có những bạn đang theo đuổi niềm đam mê là dẫn chương trình, hay là những bạn rất là muốn sử dụng giọng nói của mình cho công việc đi, thì mấy bạn sẽ rất là cần nghe lời khuyên từ Vinh làm sao để có thể có giọng nói hay và truyền cảm như Vinh chẳng hạn. Tại vì 15 năm trải qua với công việc này, chắc chắn là mình phải có những cái bí quyết, những cái kinh nghiệm, những cái lời chia sẻ cùng với mọi người. Lời khuyên đó là gì? Thật ra thì không dám muốn rìu qua mắt thợ, tại vì Vinh biết là trước mình còn có rất nhiều những anh chị lớn hơn nè, những cô chú đang làm công việc dẫn chương trình hay là làm công việc bằng giọng nói của mình. Thì họ tất nhiên là có vô vàn những cái kỹ thuật, những bí quyết rồi. Nhưng mà nếu mà nói về bản thân Vinh thì chắc Vinh sẽ khuyên mọi người là mỗi người hãy tìm thấy cái niềm vui trong cuộc sống của mình, và chắc chắn là cái niềm vui tinh thần đó nó sẽ hỗ trợ cho bạn. Và thêm nữa là Vinh cũng rất là thích tập yoga. Đặc biệt là tập yoga vào buổi sáng á, thì Vinh thấy là trong ngày hôm đó lúc nào Vinh cũng có cảm giác là mình sẽ nói chuyện tốt hơn, lưu loát hơn, máu huyết của mình lưu thông tốt hơn. Thật sự là như vậy. Đó là trải nghiệm của bản thân Vinh.
Và bên cạnh đó thì để mà có giọng nói tốt thì mọi người nhớ chú ý là ăn uống thì giữ tránh những cái món ăn ví dụ như là cay nóng chẳng hạn, rồi bớt uống nước lạnh lại đó, rồi có thể là trong những cái ngày mà thời tiết mà nó hơi âm u như cái mùa này á, thì mọi người có thể chuẩn bị một cái khăn hơi mỏng một chút xíu đem theo trong giỏ sách của mình đó, choàng khăn khi mà mình đến những cái nơi lạnh hoặc là làm việc trong phòng lạnh chẳng hạn. Rồi Ricola luôn luôn có trong giỏ của mình là sẽ an tâm. Dạ, cảm ơn Tuyết Minh rất là nhiều với những gì mà Tuyết Minh đã chia sẻ cùng với là Quang Huy và tất cả quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với những gì mà Tuyết Minh đã chia sẻ, những cái bí quyết của mình thì sẽ giúp cho tất cả các bạn có thêm những cái điều thú vị trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta trở nên tự tin hơn, tinh thần thoải mái hơn, và đặc biệt là sẽ có một giọng nói hay và truyền cảm giống như Tuyết Minh vậy đó. Cảm ơn Huy rất là nhiều đã đến chơi nhà Vinh hôm nay. Tại vì thực ra là khi mà Vinh xây dựng khu rừng trong chiếc hộp của mình thì cũng rất là mong muốn được chào đón những người bạn đến để cùng chia sẻ những cái câu chuyện về công việc, về cuộc sống. Và để thay cho lời cảm ơn thì nếu mà cảm ơn suông thôi thì cũng kỳ quá đúng không? Hay là Huy hãy chọn một món quà, đó là một hộp Ricola theo đúng hương vị mà Huy thích đi. Wow, thích quá. Bây giờ Huy lấy hộp này nha. Original, yeah. Vui quá, tới chơi nhà rồi còn được có một món quà mang về nữa. Cảm ơn Vinh nha, và chúc cho Vinh sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công và giọng nói lúc nào cũng hay. Và đặc biệt là luôn luôn tạo được ấn tượng tốt trong lòng của tất cả mọi người khi mà lần đầu gặp gỡ Vinh chẳng hạn. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Thưa quý vị, câu chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống trẻ kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.